Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 20 tháng 5 năm 2021 thì đơn vị Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc xin trân trọng được giới thiệu đến quý vị sản phẩm tủ rượu hàng thửa siêu VIP đỉnh cao bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Và sản phẩm ngày hôm nay có kích thước chiều dài là 1m2, chiều cao từ đất lên đỉnh là cao 2m07 và sâu là 42 phân. Và sản phẩm thì đã được cơ sở chúng tôi là hoàn thiện xong thành phẩm phần sơn và lắp đầy đủ gương kính cũng như là tay co. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu quý vị đã quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên cơ sở chúng tôi, và sau đó thì chúng tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết cũng như là báo giá công khai để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và chúng tôi xin nhắc lại, sản phẩm có kích thước chiều dài là 1m2, chiều cao từ đất lên đỉnh là cao 2m07 và sâu là 42 phân, và thiết kế gồm hai cục, cục trên là phần cục kính và phần bên dưới là phần cảnh đục. Và cái cục bên dưới chúng tôi thiết kế gồm có hai cánh hai buồng cũng như là ba ngăn kéo đục quả dưa, con sóc và đá nho. Và ván cánh thì chúng tôi làm là ván liền dày 3 phân, hàng đục te siêu kỹ đỉnh cao vị nhá. Và sản phẩm thì được hoàn thiện phủ sơn bêu bóng mờ trên chất liệu sờ lấu 7. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ quay kỹ cận cảnh để quý vị có thể tham khảo về đường nét chi tiết của sản phẩm. Và sản phẩm thì được chúng tôi làm ván là liền tấm dày 3 phân, hàng đục sâu là 2,2 phân và chúng tôi đục tích là mai điểu và bên kia là đục tích là tùng hạc quý vị nhé. Đó, hàng cực kỳ đỉnh cao, chất lượng, và chúng tôi đục cây mai thì rất là già cây quý vị nhé. Đó, đục cây mai rất là già cây cũng như là những bông mai, những chiếc lá. Đó, và mai điểu thì chúng tôi đục, quý vị có thể chiêm ngưỡng, đục rất là sắc nét quý vị nhé. Đó, đục rất là tơi. Và chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là cái phần hồi thì chúng tôi cũng làm là hồi liền dày là 1,5 phân. Đó, hồi liền rất là dày dặn và chất lượng. Và tất cả các cái bản cột thì chúng tôi làm bản cột là bản vuông 4 phân. Đó, bản vuông 4 phân và có triện góc là hoa lan tây. Đó, triện góc hoa lan tây quý vị nhé. Và tiếp đến là phần khung cánh thì chúng tôi làm với độ dày là 3,5 phân, khung cánh làm với độ dày là 3,5 phân. Đó, và sản phẩm thì được chúng tôi là hoàn thiện kỹ càng trong ngoài. Đó, hoàn thiện rất là kỹ. Và ở trung tâm thì chúng tôi có thiết kế gồm có 3 ngăn kéo đục quả dưa, con sóc và lá nho. Đó. Và toàn bộ đáy ngăn kéo thì chúng tôi cũng làm là đáy liền quý vị nhé. Đáy liền tấm. Đó, rất là chất lượng và đỉnh cao. Và những cái sản phẩm tủ rượu thì chúng tôi làm với đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và ngày hôm trước thì chúng tôi có bàn giao một sản phẩm tủ rượu bán nguyệt với kích thước chiều dài là 2m. Và sản phẩm ngày hôm nay có kích thước chiều dài là 1m2. Và chúng tôi làm với 4 chất liệu gỗ chính, đó là gỗ hương đá, gỗ gụ, gỗ gõ và gỗ hương nào quý vị nhé. Và ván cánh thì chúng tôi làm là ván liền dày 3 phân. Đó. Và đây là tích tùng hạc, đó, đục sâu là 2,2 phân, rất là chất lượng. Và khung cánh thì chúng tôi vẫn làm với độ dày là 3,5 phân. Và bản lề thì tất cả chúng tôi đều là dùng bản lề xịn nhập khẩu chính hãng từ Đài Loan, đó, từ công ty BM. Và sản phẩm được hoàn thiện rất là nhẵn quý vị nhé, hoàn thiện cực kỳ nhẵn nhụi trong ngoài. Và bên ngoài thì chúng tôi có thiết kế cho quý vị một chiếc khóa Việt tiệp, đó, một chiếc khóa Việt tiệp và chân bệ và yếm thì chúng tôi là đục hoa hồng, đó, chân bệ và yếm đục hoa hồng. Và tiếp đến là cái phần cục bên trên là phần cục kính thì chúng tôi thiết kế gồm có 3 đợt kính chia làm 4 khoang. Và bên ngoài thì có hai cánh và chúng tôi đã lắp đầy đủ cái phần tay co bằng đồng và lắp loại xịn cho quý vị. Đó. Và khung cánh thì chúng tôi vẫn làm với độ dày là 3,5 phân. Đó. 3,5 phân quý vị nhé. Và bản lề thì vẫn là bản lề nhập khẩu chính hãng từ Đài Loan. Bản lề BM. Rất là chất lượng và đỉnh cao. Và bên trong thì quý vị có thể đựng rất là nhiều vật dụng như là đồ trang trí, chai rượu, cốc ly hay là những món đồ lưu niệm. Nó rất đẹp và ý nghĩa. Và cái phần hậu thì chúng tôi cũng hoàn thiện cực kỳ là nhẫn. Đó, hoàn thiện rất là nhẫn cho khách hàng. Và kích thước từ đất lên cái phần đỉnh bên trên là cao 2m07 và cái phần rách quay thì chúng tôi là đục triện rích rắc, đó, đục triện chữ vạn chạy rích rắc và hoàn thiện rất tỉ mỉ quý vị nhé, hoàn thiện rất là kỹ. Và cột hồi thì chúng tôi làm bản là bản vuông 4 phân, đó, bản vuông 4 phân phần cột hồi và có triện hoa lan tây, đó, triện hoa lan tây. Và quý vị đã quan tâm đến cái sản phẩm tủ rượu thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan và chiêm ngưỡng. Và hai số điện thoại để khách hàng có thể gọi điện
hoặc là kết nối qua Zalo, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và chúng tôi làm với đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ và còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Và chúng tôi sản xuất rất là nhiều các sản phẩm như là đồng hồ, tủ rượu góc, tủ kệ tivi, bộ hoành phi cơ đối, bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ghế phòng ăn, án gian, sập thờ, sập lầm và giường tủ các loại quý vị nhé. Và chúng tôi thì chuyên hàng kỹ, chất lượng cao và sản phẩm ngày hôm nay có kích thước chiều ngang là 1m2, cao là 2m07 và sâu là 42 phân. Thiết kế gồm có hai cục, cục trên là phần cục kính và phần bên dưới là phần cảnh đục. Và chúng tôi đã hoàn thiện đầy đủ và lắp gương kính cũng như là tay co. Thì hiện sản phẩm đang được chúng tôi chào bán công khai với giá là 18 triệu đồng. Đó, và quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc kết nối qua Zalo với sở tôi theo hai số điện thoại. Nó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và cái sản phẩm ngày hôm nay nó rất là dày dặn, đỉnh cao và hoàn thiện kỹ càng với giá thành chỉ là 18 triệu đồng mà thôi. Và video clip của chúng tôi cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.